Hello, chào tất cả các bạn. Thì dạo gần đây dịch bệnh hoành hành ở thành phố Hồ Chí Minh khá là nhiều á. Thì nói chung tất cả các chợ nhỏ, chợ lớn, chợ đầu mối đều đóng cửa hết các bạn. Thì hôm nay mình lên vườn rau mình quay cho các bạn xem một số rau mình trồng nè. Ví dụ như ớt rồi nè ha. Ớt rau rau này rau quế nha các bạn. Rau quế ớt này nó chưa có ra ha. Thì có một số rau của mình trồng nói chung cũng chưa có nhiều lắm, mình đang bắt đầu trồng lại do được vừa rồi mưa với nắng quá. Thì đây hôm nay mình sẽ cắt cái rổ rau cải mầm này nha các bạn. Thì cái rau cải mầm này trồng rất là dễ, các bạn có thể mình trồng ở trong sân trong mát cũng được ha. Mình trồng trong mát cỡ 2 3 4 ngày đó. Đó, rồi thì cái ngày mà 2 ngày cuối cùng các bạn đem ra ngoài nắng, kiếm chỗ nào nắng cho nó xanh lá, hoặc là nếu không có nắng cũng không không sao ha. Không có nắng thì lá nó không có xanh nhiều ha, nó vẫn ăn được, nó không có cay nồng nha các bạn, nó không có cay nồng nhiều ha. Còn nếu mà phơi ở ngoài nắng thì nó sẽ cay nồng nhiều, ăn rất là ngon ha. Nếu bạn nào mà ăn không quen thì ăn ít ít cay thôi, còn mình ăn quen rồi mình cảm giác nó hết cay rồi. Thì cái rau mà nó xanh như thế này này, nếu mà ai mà mới biết ăn đầu á là nó sẽ rất là cay, rất là nồng luôn, nồng lên lỗ mũi giống như ăn mù tạt cái đó các bạn. Thì hôm nay mình sẽ cắt cái rổ rau này xuống, ăn rau sống và ăn với mì tôm luôn nha các bạn. Đây, đây qua cho các bạn xem nè, cái cọng nó giống như cái cọng giá đó các bạn, thấy chưa? Hôm nay mình sẽ cắt hết cái rổ rau này nha. Đó, mình quay cận cảnh cho các bạn xem này. Thì rau này nó rất là tốt luôn này các bạn. Mình gieo cỡ 5 ngày, 5 ngày 6 ngày gì đó nè. Hôm nay là thứ bảy mình sẽ cắt luôn ha. Đó, rồi các bạn hãy theo dõi nha, mình sẽ cắt sau ha. Các bạn thấy đã chưa các bạn, nó rất là tốt mượt luôn này ha, tổng rất là ngon này ha. Nếu mà một cái rò này mà bán ở trong siêu thị Lotte thì phải trên 100.000 đó các bạn, trong khi mình mua một cái bịch rau muống là 20.000, mua một bịch rau 20.000 thì bác gieo rất là nhiều lần luôn á, này gieo mới chỉ 1/3 bịch thôi. Rồi đây các bạn, mình mới cắt được một mớ rồi các bạn, mình mới cắt được có một cái góc nhỏ này thôi. Thì cái thùng này mình đang gieo mấy hột mướp chung với lại cái được cải nữa nè. Đó, thì cái chậu này đó là để mình gieo trồng mướp đó nha các bạn. Mình trồng mướp thì sẵn tiện trước khi mà chưa có, mình gieo cái này ngắn ngày ha, ngắn ngày gieo trước rồi đợi mướp nó lên mình sẽ bón phân cho cây mướp sau nha các bạn. Thì cải này rất, cái mầm này rất là tốt nè các bạn, nó xanh hết nè, ngon chưa. Các bạn về mình kiếm cái thùng xốp á, thùng xốp thùng trái cây á, mình gieo ở trong cái sân mát cũng được, không cần phải ra nắng đâu. Thì có ăn trong những cái ngày mà chợ đồ nó đóng cửa hết nha các bạn. Đây là hấp dẫn nha các bạn. Rồi đủ cải này các bạn, mình cắt được nửa rò rồi nè. Thì cái rau này rất là dễ trồng, dễ gieo ha. Thì mình chỉ bị đất trước rồi cái mình gieo cái cải này xong đó mình chỉ cần rưới nước cho đủ độ ẩm thôi, rồi đến ngày thu hoạch thôi chứ không có cần phải chăm sóc gì hết. Cái rau này rất là dễ trồng, trong lúc mà chợ nó đóng cửa hết rồi thì mình có rau này mình ăn thoải mái nha các bạn. Rồi đây các bạn, một xíu mình đã cắt xong cái rổ rau cải mầm rồi này các bạn. Đây được một rổ rau cải mầm nè ha. Rổ đây mình để ra cho mình qua cho các bạn xem ha. Đó, khá là hấp dẫn đúng không các bạn. Thì cái mầm này mình có thể ăn được rễ luôn ha nha mọi người. Cái mầm này mình có thể ăn được rễ, và cái mầm này là một trong những cái cải mà nó rất là có nhiều chất dinh dưỡng đó. Tuy nhiên mình trồng ở đây là mình trồng bằng đất nên mình không có ăn cái phần rễ, mình cắt hết cái gốc bỏ lại phần rễ nha các bạn. Nếu các bạn mà trồng bằng nước hay là trồng bằng các loại
khăn giấy hay gì mình có thể mình bỏ tấm vải lên trên cái rổ để mình rưới nước và cải mầm nó cũng có thể lên ha. Thì cái lúc đó mình có thể ăn được rễ ngon lành ha. Nhưng mình trồng đây là trồng bằng đất, có những cái vi sinh vật ở đây nên mình bỏ hết cái phần gốc rễ nha các bạn. Đó, mình cắt hết gốc ha. Và mình vô mình rửa sạch, mình sẽ có một cái món ăn ngon nha các bạn. Cái mầm này khá là nhiều chất dinh dưỡng á. Rồi, bye bye các bạn. Nếu các bạn thấy ngon hãy nhớ nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video này cho mọi người cùng biết nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Đây các bạn, mình đã cắt xong cái rồ cải mầm này các bạn ha. Các bạn thấy hấp dẫn chưa? Nếu các bạn thấy hấp dẫn hãy nhớ nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video này cho mọi người cùng biết đến nha mọi người. Rồi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye, xuống ăn thôi.